Chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ review cái bữa ăn sáng này, nó hơi đặc biệt chút xíu nha mọi người. Mọi người thấy có cái lạ lạ nha, cái sợi bún của mình nó có màu tím tím. Đây, cô của vợ mình cũng vậy luôn. Đây là bún bún gạo lứt. Bún gạo lứt nha mọi người. Bún gạo lứt nấu với đuôi heo. Đây. Rồi. Với đuôi heo. Đó, nguyên cái đuôi heo luôn nha. Tôm. Tôm thẻ. Nước chấm thì cũng nước tương sa tế nhà làm. Bún gạo lứt này ăn này thì nó tuy là nó không có dai nhưng mà cũng rất là ngon nha mọi người. Lâu lâu đổi vị. Rồi mời mọi người cùng ăn với hai chồng mình nha. Đôi nha mọi người, chả phanh ra. Đùi heo của nó hủ tiếu ăn rất là ngon nha. Vừa có thịt, vừa có da, vừa có mỡ. Cố gắng luôn. Này ta bắt qua sàn con cây đùi. Bún gạo lứt này ăn cũng rất là lạ miệng nha mọi người. Nó không có dai. Gạo lứt tốt cho sức khỏe. Tốt sức khỏe nhưng mà mình lúc đầu mình ăn mình nấu ít thôi. Mình nó ngán á. Quán của anh lạc rồi. Đây mình đang ngồi bàn ngủ uống cà phê đó. Phải uống rồi. Yeah. Phải uống rồi. Nước cũng rất là ngọt nha mọi người. Xong.
chào mọi người, hẹn gặp lại clip sau nha.